Sau một năm thi đấu xa nhà, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy, cô gái đã ghi bàn thắng quyết định mang tấm vé đến với World Cup 2023 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Giờ đây mới có thể trở về quê nhà Quảng Ngãi, đoàn tụ với những người thân yêu. Giây phút sum họp xúc động của Bích Thủy với gia đình đã được các phóng viên của chúng tôi ghi lại. Đây có lẽ là lúc mà Bích Thủy chờ đợi nhất. Khi quả bóng đồng nữ Việt Nam đoàn tụ với gia đình nhỏ ở thôn Đại Xuân, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành. Đã một năm, cô gái sinh năm 1994 chưa được về thăm gia đình. Việc làm đầu tiên của Bích Thủy ngay khi trở về nhà, đó là thắp một nén nhang trên bàn thờ tổ tiên. Ngày Thủy lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, cũng là ngày ba mất và cô không thể về chịu tang. Nhưng Thủy luôn tâm niệm, cha luôn ở bên mình dõi theo và phù hộ trên con đường sự nghiệp. Ông bà ơi, ba ơi, con đã về. Bao nhiêu mong ước của con á. Bà Trần Thị Thuyền đã gần một năm chưa được gặp con. Giờ đây, nhìn thấy con thành công và khỏe mạnh, nụ cười của người mẹ lúc nào cũng hiện diện trên môi. Trở về trong vòng tay gia đình và vòng tay của quê hương chào đón là niềm hạnh phúc vô bờ với cô gái nhỏ. Ngay trong sáng ngày 18 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức gặp mặt, trao thưởng cho tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy và hậu vệ Trần Thị Thu, hai người con của quê hương Quảng Ngãi. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho hai vận động viên đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại giải vô địch cúp bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự World Cup 2023. Đối với trách nhiệm của tỉnh thì với các em có cái sự phấn đấu trong tất cả các lĩnh vực đều được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho gia đình. Tỉnh sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cho cuộc sống sau này của em. Nhưng cũng chưa dám tưởng tượng là khi mình về tới quê nhà được sự đón tiếp rất là nồng hậu, thì cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bác lãnh đạo, các ban ngành cũng như các bác lãnh đạo ở địa phương huyện Nghĩa Hành, xã Hành Thuận, nơi mà thì lớn lên. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác và thì sẽ nhờ những động lực, nhờ lời động viên của các bác lãnh đạo thì sẽ lấy là nguồn động lực tiếp theo để cho thì sẽ cố gắng nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn để giành những thành tích tốt nhất và sẽ mang niềm vinh quang, niềm tự hào về cho đất nước Việt Nam cũng giống như là quê hương của thầy, là quê hương Quảng Ngãi. Sự động viên, quan tâm kịp thời này chắc chắn sẽ là nguồn động lực lớn lao cho quả bóng đồng Việt Nam 2021, Nguyễn Thị Bích Thủy vững tin trên chặng đường dài phía trước.